Wow, scooter điện đẹp quá. Mình phải đạp thử mới được. Trời ơi, bự khủng khiếp luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ khui ra nha. Ở trong bộ scooter điện này thì có các phụ kiện như sau: dây sạc, ổ khóa dây, tay cầm. Đây là phụ kiện để vặn và tờ giấy hướng dẫn nha. Bây giờ mình sẽ mang chiếc scooter này xuống sân và chạy thử nha các bạn. Ok, như vậy mình đã vừa trải nghiệm xong chiếc scooter điện này rồi. Và tốc độ cao nhất của nó có thể lên tới 22 km/h nha. Ở địa hình bằng phẳng á, thì chạy rất là êm và ok. Còn địa hình gồ ghề thì chạy khá là sốc nha các bạn nha. Mình chấm cho chiếc scooter này là 7 điểm nha.